Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động. Hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 1, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Jeddah Port 2024, thăm chính thức Hungary và Romania. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 1 năm 2024, theo lời mời của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania ông Marcel Ciolacu. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương. Hội nghị WEF Davos 2024 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 với chủ đề Tái thiết lòng tin. Đây là hội nghị WEF Davos có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch COVID-19. Với sự tham dự của gần 100 lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế, khoảng 3.000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu. Ngày 16 tháng 1, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc trình bày tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn, để kéo điện lưới ra huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Chính phủ đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn hơn 37.303 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia ra huyện Côn Đảo. Chính phủ trình Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho EVN để thực hiện dự án. Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Liên quan vụ việc vận động viên môn thể dục dụng cụ Phạm Như Phương giải nghệ và tố phải chia phần trăm tiền thưởng cho huấn luyện viên, phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao đã phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục Việt Nam làm việc với ban huấn luyện đội tuyển. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia, Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện đội tuyển quốc gia thu tiền phần trăm tiền thưởng từ vận động viên Phạm Như Phương. Trao đổi với báo chí, ông Bùi Trung Thiện, phụ trách bộ môn thể dục thuộc Cục Thể dục Thể thao, cho biết lý do Phạm Như Phương bị gạch tên trong danh sách tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2024. Ông Thiện quả quyết rằng không ai gạch tên ai cả. Việc kỷ luật Như Phương là của Hà Nội, đơn vị chủ quản của vận động viên. Tháng 12 năm 2023, Như Phương xin nghỉ nhưng chưa có sự đồng ý từ ban huấn luyện lẫn Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Muốn xin nghỉ phải có giấy phép và quyết định vì liên quan tới chấm công, tiền lương nữa chứ không phải xin nghỉ xong là nghỉ luôn. Trước đó, báo chí đăng tải thông tin về việc vận động viên môn thể dục dụng cụ Phạm Như Phương, người vừa tuyên bố giải nghệ, tiết lộ bao năm qua, mỗi tấm huy chương giành được, luật bất thành văn đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên. Càng nhiều tiền thưởng huy chương thì càng phải nộp nhiều. Thời điểm cô giành được 2 tấm huy chương bạc và 2 tấm huy chương đồng ở SEA Games 32 là phải nộp nhiều nhất. Ngày 16 tháng 1, Công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ vụ một trưởng phòng bệnh viện Từ Dũ tử vong trong phòng làm việc. Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông BHN, 50 tuổi, trưởng phòng tài chính, kế toán bệnh viện Từ Dũ. Trước đó, tối ngày 14 tháng 1, ông N trực ở bệnh viện, đến 7 giờ ngày 15 tháng 1, mọi người phát hiện ông N tử vong. Ông N công tác ở bệnh viện Từ Dũ khoảng 7 đến 8 năm. Bệnh viện Từ Dũ thành lập năm 1937, nằm ở trung tâm quận 1. Là bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa tuyến cuối phía Nam, đây cũng là trung tâm đào tạo nhân lực y tế chuyên sâu cho thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau khi nam TikToker VML lên mạng tố bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn, tối ngày 15 tháng 1, một đoạn clip trích xuất từ camera của quán phở xuất hiện với giọng bà chủ trần tình về việc này. Theo nội dung được chia sẻ trên trang cá nhân của TikToker VML, trưa ngày 11 tháng 1, anh đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp nên bạn gái L đã vào nhờ nhân viên ra bê lên. L kể nhân viên bước ra và nói, quán em không có nhân viên để khiêng người như anh, vì thế, anh và bạn gái phải đi sang quán khác. Bà TTT, chủ quán phở xác nhận ngày 11 tháng 1, anh L cùng bạn gái đã đến quán bà ăn. Theo bà T, đây là quán ăn của cha mẹ để lại, 4 chị em bà cùng nhau bán. Vào trưa ngày 11 tháng 1, Khi bà T chuẩn bị đổi ca bán thì có một cô gái đẩy anh L ngồi xe lăn đến quán và gọi hai bát phở. Bà T cho biết sau đó có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L cùng bạn gái ngồi ăn. Bà không có ý đuổi. Lúc về, bà còn bảo dẹp bớt đồ ở lối đi để cho anh này đi ra. Bà T cũng khẳng định không nói ai nhận ngữ này vào đây ăn mà chỉ bảo lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng. Lúc 9 giờ ngày 16 tháng 1, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 74 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 76,5 triệu đồng mỗi lượng, ổn định so với cuối ngày hôm qua. Một số doanh nghiệp khác giao dịch vàng SJC ở mức cao hơn 76,7 triệu đồng mỗi lượng bán ra, mua vào 74,5 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ chênh lệch giá mua, bán thu hẹp so với những ngày trước nhưng vẫn ở mức cao, tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tiếp tục tăng mạnh. Sáng nay, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 63,05 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 64,15 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng nhẫn đã tăng tổng cộng gần 800.000 đồng mỗi lượng. Đây là mức nhảy vọt của giá vàng nhẫn và cao hơn cả đà biến động của giá vàng SJC. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn, vàng trang sức tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới ổn định quanh 2.052 đô mỗi ao. Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng. Quý vị đang nghe podcast 11h30 của Báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Lực lượng Houthi tuyên bố coi tất cả tàu chiến lẫn tàu thuyền của Mỹ và Anh tham gia hành động gây hấn với Yemen là những mục tiêu thù địch. Trong video do bộ phận truyền thông của Houthi đăng tải ngày 15 tháng 1, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở container MV Zekibran Tanco của Mỹ. Theo ông Saree, Houthi tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào Israel ở Biển Ả Rập và Biển Đỏ cho đến khi Israel chấm dứt tấn công giải Gaza. Trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công tàu chở container MV Zekibran Tanco của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo chống hạm. Dữ liệu theo dõi vệ tinh được hãng AB phân tích cho thấy Anco Gibraltar đã đi đến kênh đào Suez nhưng nhanh chóng quay đầu lại vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa ở bang Iowa. Từ vùng trung tây lạnh giá của nước Mỹ, cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa bắt đầu với cuộc họp kín ở bang Iowa tối ngày 15 tháng 1 giờ địa phương. Cựu Tổng thống Donald Trump đang là ứng cử viên nặng ký nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy ông bỏ xa cựu đại sứ Nikki Haley và thống đốc Florida Ron DeSantis, dẫn trước các đối thủ hơn 30 điểm. Vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là việc ông Trump sẽ chiến thắng với tỷ lệ cách biệt bao nhiêu chứ không phải là có chiến thắng hay không. Hãng tin Reuters cho rằng với vị trí thống trị của ông Trump, cuộc chạy đua đầu tiên tại bang Iowa đã biến thành cuộc đua tranh giành vị trí thứ hai giữa bà Haley và ông DeSantis. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.